Chào mừng mọi người đã đến với Luật sư X. Trong mỗi chúng ta thì không ai mong muốn phải nghỉ việc cả. Tuy nhiên thì nghỉ việc lại là một điều không thể tránh khỏi đối với người lao động trong suốt quá trình làm việc. Vì rất nhiều lý do như là về vấn đề sức khỏe hay là di chuyển chỗ ở mà chúng ta buộc phải nghỉ việc. Vậy trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về 5 khoản tiền mà người lao động có thể nhận được khi nghỉ việc. Đầu tiên chắc hẳn ai cũng biết đó chính là số tiền lương cho những ngày làm việc chưa được thanh toán. Đây có lẽ là một khoản tiền hầu như tất cả mọi người sẽ nhận được khi đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc là thôi việc. Theo quy định tại điều 48 Bộ luật Lao động 2019 như sau: trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của người lao động, trong đó có cả tiền lương. Thời hạn thanh toán khoản tiền này có thể kéo dài không quá 30 ngày trong các trường hợp người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hợp đồng. Thứ hai là người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc là vì lý do kinh tế. Thứ ba, chia tách hợp nhất sát nhập bán cho thuê chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp hợp tác xã. Cuối cùng là do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm. Như vậy, trong thời hạn nêu trên thì người lao động sẽ được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày làm việc chưa được thanh toán. Thứ hai đó chính là tiền nghỉ phép hàng năm. Tùy vào đối tượng lao động và điều kiện lao động mà người lao động làm việc từ đủ 12 tháng trở lên cho người sử dụng lao động thì sẽ được nghỉ phép hàng năm là từ 12 cho tới 16 ngày. Và theo khoản 3 điều 113 Bộ luật Lao động 2019, nếu trong trường hợp nghỉ việc, thôi việc hay là chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động chưa hay là chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép hàng năm thì lúc này người sử dụng lao động sẽ phải thanh toán số tiền lương cho những ngày nghỉ phép hàng năm mà người lao động đó đáng nhẽ được hưởng. Thứ ba đó chính là trợ cấp thôi việc. Để có thể được hưởng trợ cấp thôi việc bằng 1/2 số lương thì người lao động cần phải đáp ứng được các điều kiện sau. Đầu tiên đó chính là làm việc từ đủ 12 tháng trở lên cho người sử dụng lao động. Thứ hai đó chính là nghỉ việc, thôi việc hay là chấm dứt hợp đồng lao động vì một số lý do được quy định tại điều 34 Bộ luật Lao động 2019 như là đã hoàn thành công việc hay là hợp đồng hết hạn. Thứ tư đó chính là trợ cấp mất việc. Tương tự với trợ cấp thôi việc thì để được hưởng khoản trợ cấp mất việc, người lao động sẽ phải đáp ứng được các điều kiện sau. Đầu tiên là làm việc xuyên suốt từ đủ 12 tháng trở lên. Thứ hai đó chính là nghỉ việc, thôi việc hay là chấm dứt hợp đồng lao động vì một số lý do được quy định tại khoản 11 điều 31 Bộ luật Lao động 2019. Và nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì lúc này người lao động sẽ nhận được khoản trợ cấp mất việc bằng 1 tháng tiền lương. Cuối cùng đó chính là trợ cấp mất việc. Đây là một khoản tiền do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, không phải là người sử dụng lao động. Để có thể được hưởng khoản trợ cấp này thì lúc này người lao động cần phải đáp ứng được các điều kiện sau. Đầu tiên là đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc là hợp đồng làm việc. Thứ hai là đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động. Thứ ba là đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại trung tâm dịch vụ việc làm. Thứ tư là chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, nếu người lao động đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì lúc này bạn sẽ được hưởng khoản trợ cấp thất nghiệp. Ngoài 5 khoản tiền nêu trên, nếu trong bản hợp đồng lao động hoặc là thỏa ước lao động tập thể có đề cập thêm bất cứ khoản tiền nào mà bạn có thể nhận được sau khi nghỉ việc thì lúc này bạn sẽ nhận thêm được những quyền lợi đó. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã đón xem video này. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy để lại một like và một đăng ký kênh để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.